Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 29 tháng 8 năm 2010. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, giáo duyệt Huệ Trang, Trịnh Lộc và Đức Phong. Tập 127. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 146, xem từ hàng thứ tư. Ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ. Câu này là kim văn. Kế đó là lời giải thích. Nhất niệm chỉ cực đoạn xúc chi thời khắc, đảng kỳ thời hạn, chư thuyết bất nhất. Chữ nhất niệm được kinh nói đến rất nhiều, nhưng giải thích khác nhau. Chúng ta biết thuở Đức Phật tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp có nguyên tắc. Nguyên tắc chung là chẳng rời khỏi nhị đế. Nhị đế là chân đế và tục đế. Cái gọi là chân đế chính là nương theo cảnh giới do Phật đại chứng để nói, đó là chân đế. Loại thứ hai là tùy thuận bọn chúng sanh chúng ta, thuận theo cõi tục, nên gọi là tục đế. Nghĩa là thuận theo kiến thức thông thường của chúng ta để nói, rất dễ hiểu, chúng ta vừa nghe bèn hiểu ngay. Nhất niệm khoảnh thì quả thật cũng có chân đế và tục đế, nên sẽ có các cách nói khác nhau. Tục đế là lục đạo, mười pháp giới. Nói cách khác, nếu chúng ta giảng tục đế theo mỗi pháp giới thì tối thiểu có 10 cách giảng. Đối với 10 cách giảng ý, chẳng thể nói cách nào sai, mà cũng chẳng thể nói cách nào hoàn toàn đúng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Một niệm nếu dựa theo cuộc đối thoại giữa Di Lặc Bồ Tát cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, hãy nên biết những điều được nói trong cuộc đối thoại ấy là chân đế. Thời gian một niệm dài bao lâu? Là một phần trong 1.600 triệu phần của một giây, cũng tức là 1/1.600 triệu giây. Đúng là thời khắc vô cùng ngắn ngủi. Kim Phật dạy như vậy,
Những cách giải thích khác cũng đều xuất phát từ kinh Phật, như Nhân Dương Bát Nhã, nghĩa là theo như kinh Nhân Dương Bát Nhã giảng, dĩ cửu thập sát na vì nhất niệm, tức là một niệm có 90 sát na. Nhất niệm trung chi sát na, kinh cửu bách sanh diệt. Kinh Nhân Dương nói như vậy. Kinh Nhân Dương chẳng phải chỉ có một bản dịch. Theo bản dịch chúng ta thường đọc là Nhân Dương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Có cách nói như thế này: trong một cái khẩy ngón tay có 90 sát na, trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Theo cách nói này, 90 sát na là một niệm, trong một niệm có 900 lần sanh diệt, tức là một niệm có 90 sát na. Cách này không nói theo thời gian khẩy ngón tay. Trong các kinh khác cũng nói theo cách khẩy ngón tay. Lại nữa, trong quyển thượng của bộ Giảng Sanh Luận Chú, dĩ bách nhất sanh diệt di nhất sát na, trong một sát na có 100 lần sanh diệt. Lục thập sát na danh di nhất niệm, khoảng thời gian ấy được gọi là niệm khoảnh. Lưỡng giả quân vị nhất niệm trung cụ đa sát na giả. Đảng trí độ luận dĩ nhất đàn chỉ khoảnh hữu lục thập niệm, Hoa Nghiêm Thám Quyền Kỷ thập ba, tức là quyển thứ 18, dĩ sát na tư dân niệm khoảnh, nhất đàn chỉ khoảnh hữu lục thập sát na. Hai bộ luận này đều coi một niệm là một sát na. Do đó, đối với chuyện này, kinh luận có nhiều cách giảng. Đó là giảng giải thuận theo thế tục. Nói theo chân đế, chúng tôi nghĩ điều được nói trong kinh Bồ Tát Xử Thai phải là thật. Chúng tôi thường nhắc nhở các đồng học điều này. Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát: tâm hữu sở niệm, tức là nói đến một niệm. Phàm phu, tức phàm phu trong lục đạo, hệ trong tâm dấy lên một niệm. Trong một niệm ấy, Đức Phật hỏi hữu kỷ niệm, kỷ tướng, kỷ thức, hỏi rất cặn kẽ. Trong một niệm ấy có mấy tướng, mấy thức? Di Lặc Bồ Tát trả lời: nhất đàn chỉ hữu tam thập nhị ức bách thiên niệm. Này chúng ta nói 32 ức trăm ngàn là 320 triệu. Trong một cái khẽ ngón tay có 320 triệu tế niệm. Niệm niệm thành hình, hình là tướng. Đức Phật hỏi mấy thức? Ngài Di Lặc đáp là hình, hình là tướng, là hiện tượng vật chất. Ngài nói mỗi niệm có hình, niệm niệm đều có hình, hình giai hữu thức. Tức là gì? Tức là thọ tưởng hành thức.
Kinh Phật nói tới ngũ uẩn thì hình là sắc uẩn. Trong sắc có thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, ngũ uẩn diễn diễn chẳng tách rời nhau. Chẳng thể nào tồn tại độc lập mà luôn hòa hợp thành một thể. Thời gian chúng tồn tại lại còn vô cùng nhanh chóng. Quý vị thấy một cái khẩy ngón tay là 32 ức trăm ngàn niệm. Cách nói này rất gần gũi với cách nói của lượng tử lực học trong hiện thời. Tôi nghĩ trong một giây có người khẩy nhanh hơn tôi. Nếu một giây có thể khẩy 5 lần, tức là khẩy ngón tay 5 lần trong một giây, sẽ là như tôi đã nói trước đó, 1.600 triệu. Trong một giây có 1.600 triệu niệm. Hãy nhớ, mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất, đều có hiện tượng tinh thần. Vậy thì vật chất rốt cuộc là như thế nào? Các nhà lượng tử lực học hiện đại đã nói, trên thực tế, về căn bản là không có những thứ vật chất. Hiện tượng vật chất là gì? Hiện tượng vật chất là ý niệm. Trong khoảng một niệm, ở đây gọi là một niệm khoảnh, tích lũy lại. Quý vị thấy trong một giây có bao nhiêu niệm? 1.600 triệu. Tích lũy nhiều ngần ấy trong đấy, quý vị thấy dường như có hiện tượng vật chất tồn tại. Nhưng trên thực tế, nó là một hiện tượng dao động vô cùng nhanh chóng. Hiện tượng vật chất rất phức tạp. Các nhà khoa học đã chia chúng thành ba loại lớn. Vật chất có thể đạt thể lỏng và thể hơi. Lấy nước làm tỷ dụ, nước là chất lỏng. Dưới không độ, nó có thể đóng băng, biến thành chất rắn. Ở nhiệt độ cao, nó có thể biến thành hơi nước, biến thành thể hơi. Khoa học cho biết, do tần số dao động chậm nên biến thành chất rắn. Nhanh hơn một chút biến thành chất lỏng. Nhanh hơn nữa biến thành chất hơi. Càng nhanh hơn nữa liền biến thành sóng điện từ. Vô lượng vô biên, các hiện tượng trong vũ trụ, các hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần toàn là do tần số dao động khác nhau mà hiển hiện những thứ ấy. Cách giảng về thật tướng của các pháp trong khoa học hết sức gần với kinh Phật. Kinh Phật nói, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyền bọt bóng. Chẳng thật, không có thứ gì là thật. Hiện tượng vật chất chẳng thật, hiện tượng tinh thần cũng chẳng thật, đều sanh từ tâm tưởng.
Khoa học hiện tại nói đến tâm thái. Các hiện tượng sanh từ tâm thái là như thế đó. Vì vậy niệm là cội nguồn của tất cả hết thảy các pháp. Chúng đều sanh từ niệm. Ý niệm thiện thì chẳng có pháp nào không tốt đẹp. Tây phương cực lạc thế giới và thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật được nói trong Kinh Hoa Nghiêm đều do thiện niệm thanh tịnh hiển hiện. Đối với địa cầu chúng ta đang sống trong hiện tại, tuy chúng ta chẳng thấy thời đại thượng cổ, nhưng thật ra chúng ta đã từng trải qua. Khổng Phu Tử thường tán thán: hoài niệm thời bình trị của cổ thánh tiên dương thuở thượng cổ, tức là thời bình trị Đại Đồng. Đại Đồng chẳng phải là chuyện lý tưởng. Thời Nghiêu Thuấn đã làm được. Sử sách Trung Quốc đã chép như vậy. Khổng Tử sống vào đời Châu, từ giữa đời Châu trở đi nhà Châu suy đi, từ Đại Đồng đã biến thành Tiểu Khang. Khổng Tử sống trong thời đại Tiểu Khang. Ngài thường thường hoài niệm thời đại thịnh trị Đại Đồng, thời Nghiêu Thuấn. Người trong thuở Đại Đồng thịnh trị chỉ có tâm yêu thương, chẳng có tâm riêng tư. Người thuộc các tầng lớp, các ngành nghề, biết giúp đỡ người khác, đều biết phục vụ người khác. Đó là thời Đại Đồng thịnh trị. Thời đại Tiểu Khang bèn vì chính mình, nhưng vì chính mình mà cũng vì người khác. Xã hội thời đó tốt đẹp. Cho tới hiện tại đã hơn 2500 năm. Lấy Khổng Tử để nói thì 2500 năm trước, thời Khổng Tử là thời Tiểu Khang, đại khái là tại Trung Quốc. Mấy ngàn năm qua đều duy trì cục diện Tiểu Khang như vậy. Vào những năm cuối đời Mãn Thanh, chẳng còn thấy tình trạng Tiểu Khang nữa. Đời loạn xuất hiện, xã hội hỗn loạn,
Cho đến hiện tại, cục diện hiện thời đã loạn đến tột bậc. Có thể hóa giải những tai ương, loạn lạc hay không? Các tai biến trên địa cầu, xã hội hỗn loạn, có thể hóa giải hay không? Có thể khôi phục thuở tiểu khang hoặc thời đại đồng thịnh trị trước kia hay chăng? Câu trả lời là khẳng định, có thể. Đều do con người. Nhân chi sở dị dị ư cầm thú, nghĩa là con người khác cầm thú ở chỗ con người có thể tiếp nhận giáo dục. Chứ cầm thú khó lắm. Con người có thể giác ngộ. Báo độ của chư Phật Như Lai đều là đại đồng thịnh trị. Người niệm Phật chúng ta tâm luôn hướng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thế giới của A Di Đà Phật. Thế giới ấy là thế giới đại đồng. Xã hội ấy là đời thịnh trị đại đồng. Còn thù thắng hơn những điều được nói trong thiên sách lễ vận đại đồng. Cõi nước của chư Phật là như vậy đó. Làm thế nào mới có thể đến được? Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu điều kiện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Di Đà nói rõ ràng, đây là một bộ kinh được lưu thông vô cùng rộng rãi, phổ biến nhất. Kinh dạy người trong thế giới ấy là thiện nhân. Giai thị thượng thiện chi nhân, câu hội nhất sự. Điều này nói rõ, muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải tu thượng thiện. Thiện ấy là thập thiện nghiệp đạo. Phải thực hiện thượng phẩm thập thiện. Thượng phẩm thập thiện là tâm thiện, niệm thiện, ý niệm thiện, ngôn hành thiện, tức là ngôn ngữ và hành vi đều thiện. Tâm niệm và ngôn hành là thượng thiện. Thượng thiện mà nếu chẳng học Phật, không cầu giảng sanh, thì thượng thiện sẽ đến nơi đâu? Thượng thiện bèn sanh lên trời, làm chư thiên. Trung phẩm thập thiện, là nhân đạo. Hạ phẩm thập thiện, là A-tu-la và La-sát. Ba phẩm thượng trung hạ được phân định ra sao? Thượng phẩm là thuần tịnh, tâm địa thuần tịnh. Trung phẩm
là tâm địa thuần thiện. Hạ phẩm xen tạp phiền não, xen tạp tập khí, tuy tâm địa rất thanh tịnh và cũng rất tốt lành, nhưng kẻ ấy có ngạo mạn, có hiếu thắng, có ganh tị, liền biến thành hạ phẩm. Do người ấy đã xen tạp những tạp niệm nên biến thành hạ phẩm. Nói với chúng ta điều kiện này rất rõ ràng. Đó là điều kiện tiên quyết. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn phải có thêm điều kiện nữa. Thêm gì vậy? Đức Phật dạy không thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Quý vị có thiện căn và phước đức. Thiện căn là gì? Đối với pháp môn tịnh độ này, đối với những kinh luận tịnh độ, quý vị có thể tin tưởng, có thể lý giải, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là thật sự làm, tức là như kinh dạy chúng ta phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm. Quý vị bạn thật sự hành, thật sự phát bồ đề tâm, bồ đề tâm đã phát khởi rất tuyệt diệu. Bồ đề tâm đã phát, người ấy là Bồ Tát. Bồ đề tâm là gì? Là tâm chân thành, tức là trong tâm chẳng có hư ngụy, không có tạp niệm. Trong bút ký đọc sách của Tăng Quốc Phiên, ông ta đã định nghĩa chữ thành. Thành là gì? Một niệm chẳng sanh là thành. Tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn trong kinh giáo Đại Thừa giống nhau. Chúng ta biết tiên sinh Tăng Quốc Phiên từng đọc kinh Phật, ông thông hiểu, chẳng phải là không hiểu. Nói theo kinh Phật, quý vị có phân biệt, có chấp trước, tâm sẽ chẳng thành, chẳng có bồ đề tâm. Cơ sở của bồ đề là buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống. Đó mới là bồ đề tâm. A-la-hán và Bích Chi Phật chỉ buông xuống chấp trước, còn vọng tưởng và phân biệt vẫn chưa buông xuống, nên A-la-hán chẳng phát bồ đề tâm, được gọi là tiểu thừa. Phát bồ đề tâm là đại thừa. Hiện tại rất nhiều đồng học học Phật nảy sanh hiểu lầm, cứ tưởng ta đã thọ Bồ Tát giới, ta là Bồ Tát. Sai rồi. Quý vị là Bồ Tát gì vậy? Bồ Tát bằng đất sét. Gặp nước là thôi rồi. Đúng như vậy đó. Bồ Tát khá dễ dàng ư? Bồ Tát thì điều thứ nhất là chân thành. Quý vị còn dối gạt chính mình, gạt gẫm người khác, làm sao có thể gọi là Bồ Tát cho được? Là một thiện nhân trong lũ phàm phu mà quý vị còn chưa đủ tư cách, làm sao có thể xưng là Bồ Tát cho được? Nếu quý vị xưng là Bồ Tát, đó là đại vọng ngữ. Chứ vị phải hiểu, theo kinh Phật, quả báo của đại vọng ngữ là A Tỳ Địa Ngục.
quý vị giác mạo nhận là Phật Bồ Tát hay không? Giả mạo đều nhằm mục đích danh lợi. Nếu quý vị thật sự hiểu nhân quả, sẽ chẳng dám làm theo cách như vậy. Từ tâm chân thành, mới có thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng, tức là tự thọ dụng của tâm chân thành. Đại từ đại bi là tha thọ dụng của tâm chân thành, tức là đối với người ngoài đãi người tiếp vật bằng đại từ đại bi. Tâm ý phát khởi bèn là bồ đề tâm. Dùng cái tâm ý để một mực chuyên niệm một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm đến cùng, suốt đời chẳng biến đổi. Đó là một mực chuyên niệm. Người ấy quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc. Niệm Phật có thể giảng sanh hay không, mấu chốt ở chỗ này. Quý vị chớ nên nói kinh Phật chẳng linh. Chính quý vị có lỗi. Đức Phật chẳng nói sai, kinh điển chẳng nói sai. Quý vị phải thấy rõ ràng, thấy rành rẽ. Tâm của chính quý vị có tương ứng với kinh hay không? Tâm hạnh tương ứng, quý vị là chánh tu, chân tu. Nếu tâm hạnh chẳng tương ứng, chẳng có thành ý, trong tâm có nhiễm ô sẽ chẳng thanh tịnh. Nhiễm ô là gì? Phiền não là nhiễm ô, tự tư tự lợi là nhiễm ô, tiếng tâm lợi dưỡng là nhiễm ô, tham sân si mạng là nhiễm ô. Hệ nhiễm ô, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Hệ phân biệt, tâm quý vị bất bình đẳng. Hệ tranh cường hiếu thắng, tâm bèn bất bình đẳng. Trong kinh Đức Phật đã dạy rất nhiều. Tâm hiếu thắng, tâm khoe khoang tài năng, tâm cạnh tranh, đều thuộc về A-tu-la hoặc là sa. A-tu-la có tâm thái như vậy. Bồ-Tát tâm bình khí hòa. Sạch lào như nước, chẳng nổi sóng gió. Nước tĩnh lặng như gương, giống như một tấm gương soi cảnh giới bên ngoài, rõ rệt, rành rẽ, vang vàng, phân minh. Đó là trí huệ hiện tiền. Điều này được gọi là chiếu kiến, chẳng phải là cái thấy do phân biệt, mà là chiếu kiến. Chiếu kiến có nghĩa là chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Chẳng có phân biệt là bình, nước là bình đẳng. Chẳng có chấp trước, nó sạch lào, thanh tịnh. Điều này trọng yếu lắm. Thật sự tu, thật sự hành. Trong cuộc sống hàng ngày, gìn giữ sự thanh tịnh và bình đẳng chính là thật sự học Phật. Trong công việc gìn giữ sự thanh tịnh bình đẳng, trong đãi người tiếp vật đều phải gìn giữ thanh tịnh bình đẳng.
Thiện tài đồng tự tham học 53 lần. Ngài làm chuyện này cho chúng ta thấy. Năm mươi ba lần tham học là phương tiện thiện xảo của Phật, chia hoàn cảnh nhân sự thành 53 loại: nam nữ già trẻ, các nghề nghiệp. Thiện tài đồng tự đều đến tiếp xúc, kết giao với họ, nhưng vẫn giữ được thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thành tựu chân thành và từ bi. Đãi người tiếp vật từ bi chân thành, đó là học Phật, thành Phật. Chúng ta học Phật trở nên không biết. Nếu sơ sót cơn lãnh trọng yếu này, trong cuộc sống hàng ngày chẳng tương ứng, chúng ta chẳng phải là đang học Phật mà là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp bèn là lục đạo phàm phu. Quý vị tạo thiện nghiệp, tương lai đến thọ báo trong ba thiền đạo, thiện nghiệp ấy cũng phải tiêu trừ. Bởi lẽ trong tự tánh thiện và bất thiện đều không có. Tạo tác bất thiện nghiệp, tiêu nghiệp trong ba ác đạo đều là tiêu nghiệp. Sau khi tiêu hết nghiệp lại trở vào nhân gian. Trở vào nhân gian, nói thật ra đúng như Đức Phật đã nói, gặp duyên khác nhau, nhân duyên mà. Người Hoa nói về sự dạy học, tánh tương cận tập tương diễn, đó là ngộ duyên. Nếu quý vị gặp thánh hiền, gặp Phật Bồ Tát, chúc mừng quý vị, quý vị sẽ thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu gặp ác duyên, tạo tác tham sân si mạng, nhậu nhẹt chơi bời cờ bạc, quý vị sẽ đến chỗ ngạ quỷ địa ngục. Đó là gặp duyên khác nhau. Cổ nhân nói hai câu rất hay: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đó là ngộ duyên. Nay chúng ta gặp duyên khá lắm, được làm thân người, nghe Phật Pháp, đó là duyên tốt đẹp. Trong Phật Pháp lại được nghe Đại Thừa, lại nghe Tịnh Độ, có thể nói là duyên ấy thù thắng khôn sẵn. Gặp gỡ có thể tin tưởng hay không, có thể lý giải hay không, đó là thiện căn của quý vị. Quý vị đầy đủ thiện căn, có thể tin, có thể hiểu. Nhưng quý vị tin chẳng sâu, còn có hoài nghi, giải chẳng thấu triệt, tức là thiện căn chẳng đủ. Chân tín, chân giải, nhưng chẳng làm được, đó là thiểu phước. Quý vị có thiện căn nhưng không có phước báo. Phước là gì? Thật sự hành là phước đức. Vì thế Đức Phật nói, chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Quý vị hội đủ cả ba điều kiện ấy,
Quý vị thấy thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, há lẽ nào chẳng giảng sanh? Chúc mừng quý vị, khẳng định quý vị thành Phật trong đời này. Giảng sanh thế giới cực lạc là thành Phật. Chuyện này chẳng phải là chuyện tầm thường. Chúng ta đã gặp, tuy gặp nhưng thiện căn và phước đức không đủ, thì làm thế nào? Phải nghiêm túc cổ vũ, khích lệ chính mình, nhất định phải bổ túc, dũng mãnh tinh tấn. Phải bổ túc thiện căn và phước đức. Bổ túc từ chỗ nào? Bổ túc từ kim giáo. Đối với kim giáo, ta chẳng gặp thầy giỏi, bản thân ta học tập gặp khó khăn. Làm cách nào? Cổ nhân có chú giải để giúp đỡ quý vị. Người hiện thời càng có phước báo hơn cổ nhân. Vì sao? Hiện thời có đĩa CD, có internet, có truyền hình vệ tinh. Quý vị có thể học tập tại nhà, lên lớp mỗi ngày. Phước báo này quá to tát. Quý vị phải học mỗi ngày thì mới được. Nếu quý vị không lên lớp mỗi ngày, phước báo vẫn bị luống uổng. Tôi gặp hai người mà tôi rất bội phục. Hai người ấy đúng là nắm được cách bổ sung thiện căn và phước đức, tức là mỗi ngày nghe kinh 10 giờ. Một năm 360 ngày, mỗi ngày chẳng bỏ sót một buổi học nào. Thật ra nếu có chuyện gì, không có cách nào khác. Họ không ngủ cũng nghe đủ 4 giờ. Là trong tình huống bất đắc dĩ. Nghe 4 giờ, bình thường là 10 giờ. Họ thật sự có trí huệ, thật sự nghe lời. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Họ đã nắm được, nên nghe kinh bèn nghe một bộ kinh. Nghe một bộ kinh thì họ cũng chẳng nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều thì sao? Chẳng nhớ được. Mỗi ngày nghe 10 giờ, có thể ghi nhớ hay không? Không có trí nhớ và sức lý giải mạnh như vậy, họ còn gặp khó khăn. Do đó họ dùng phương pháp rất xảo diệu. Mỗi ngày họ chỉ nghe đĩa ghi âm lời giảng trong một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa CD là một giờ. Nghe đĩa thâu âm một giờ, giảng 10 lượt. Họ nghe giảng 10 tiếng đồng hồ là nghe theo kiểu ý. Một giờ giảng được nghe lặp đi lặp lại 10 lần, họ nhớ được, nghe hiểu. Mỗi ngày nghe một đĩa, cứ mỗi đĩa là một giờ. Làm theo cách ý,
Ngày hôm sau mới nghe địa thứ hai. Nghe xong một bộ kinh, bèn nghe lại từ đầu. Nghe bao lâu? Nghe suốt 10 năm. Thưa cùng quý vị, do 10 năm ấy, họ đắc niệm Phật Tam Muội. Đắc niệm Phật Tam Muội là đắc định, khai trí huệ. Trí huệ đã khai thì kinh chưa từng học, người ấy chẳng cần phải học. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, quý vị đọc cho người ấy nghe, người ấy bèn hiểu, và cũng có thể giảng cho quý vị nghe. Đó là gì? Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người chớ nên làm quá nhiều. Làm nhiều thì đúng là tham nhiều nhai không nát, sai mất rồi. Con người chớ nên học làm bậc đại thông gia, ta thứ gì cũng đều hiểu, sai mất rồi. Thật ra quý vị chẳng hiểu thứ gì. Quý vị thật sự có thể chuyên rộng thông suốt một bộ kinh, sẽ bất tri bất giác trở thành bậc đại thông gia, thứ gì cũng đều hiểu. Do vậy một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. 10 năm, ai nấy đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không. Đặc biệt là người xuất gia. Vì sao? Người xuất gia không cần phải đi làm. Có đồng tu cúng dường quý vị, thời gian mỗi ngày là của chính mình. Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Niệm Phật 8 tiếng. Quý vị có thể làm được 10 năm. Bèn thành tựu. Quý vị đi giáo hóa chúng sanh là bậc đại sĩ, chẳng phải là người tầm thường. Vì thế bao nhiêu người tập khí phiền não rất nặng, chẳng đầy đủ thiện căn và phước đức, chẳng tin tưởng, phí uổng thời gian, quá đáng tiếc. Nay đã giác ngộ thì hiện thời vẫn còn kịp. Tôi thấy có người 60 tuổi mới bắt đầu. Thật sự hành, 70 tuổi thành tựu. Bảy mươi tuổi bắt đầu làm, 80 tuổi thành tựu. Hạng người ấy đáng để kẻ khác bội phục. Tôi nghe nói có đồng học đã ngoài 60 tuổi mới bắt đầu hành, nay đã 70 mấy tuổi, 10 năm bèn thành tựu. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, một bộ kinh vô lượng thọ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Người như thế tại gia bèn là cư sĩ Duy Ma, là Phật tại gia. Xuất gia bèn là tổ sư đại đức, chẳng giả. Ai nấy đều làm được, chỉ cần quý vị thực sự nắm lấy cơ hội. Nếu hiện thời quý vị vẫn chưa đầy 50 tuổi bắt đầu làm, 10 năm sau quý vị thành tựu. Thứ nhất là chính mình thành tựu, nắm chắc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị tu thành công.
quý vị phải chịu phát nguyện, ta trụ trong thế gian này thêm mấy năm nữa, hồng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài, giúp họ phá mê khai ngộ. Quý vị có thể làm chủ thọ mạng, muốn trụ thế bao nhiêu năm liền trụ bấy nhiêu năm, sanh tử tự tại. Do đó phải thật sự làm, chứ nên làm giả. Hễ làm giả thì trật mất rồi. Tiếp đó Hoàng lão cư sĩ nói: tư duy giảng đơn dị ký, cố tùng hậu giả, dị nhất niệm khoảnh, tức nhất sát na. Cách nói này khá đơn giản. Chỉ ư sát na nhất niệm chi gian, tức năng biển du chư Phật quốc độ giả. Đây là một câu trong kinh, chính là nguyện thứ 11 của A Di Đà Phật. Lời nguyện trong nguyện thứ 11 là ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát, châu biển tuần lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Quý vị thấy A Di Đà Phật phát nguyện, Ngài nói người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong khoảng một niệm, tức là một sát na, trong thời gian ngắn ngủi dường ỷ, trong khoảng thời gian một niệm, có năng lực dạo khắp các cõi Phật, vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Năng lực ấy do bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Trong lời nguyện ấy chẳng hề nói người giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư là ngoại lệ. Ngài chẳng hề nói lời ấy. Ngài chẳng hề nói lời ấy, tức là cõi phàm thánh đồng cư cũng quá phận tuyệt diệu thì. Trong cõi phàm thánh đồng cư có ba bậc chính phẩm, Đức Phật chẳng nói hạ phẩm giảng sanh thuộc vào ngoại lệ, chẳng hề nói như vậy. Nói cách khác, người hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, sanh vào thế giới Cực Lạc, nếu chẳng thể vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, lần lượt cúng dường trọn khắp chư Phật, A-di-đà Phật sẽ chẳng thể thành Phật. Nay A-di-đà Phật đã thành Phật, thành Phật trong thế giới Tây Phương, đến nay đã là 10 kiếp. Nguyện gì của Ngài cũng đều được thực hiện. Lời này chẳng giả tí nào. Nếu chúng ta tu hành trong thế gian này đạt đến cảnh giới như vậy, đó là thần thông, tức thần túc thông. Có thể trong một niệm dạo khắp các cõi Phật, đi bằng cách nào? Chư vị ngẫm xem, trừ phân thân ra, chẳng thế nào dạo khắp các cõi Phật. Do điều này có thể biết, họ có thể trong một sát na
phân thành ức na do tha trăm ngàn thứ. Mỗi thân đến cõi nước của một vị Phật. Vì lẽ đó, trước vô lượng vô biên cõi Phật đều có người ấy, người ấy đều ở nơi đó. Hiểu như vậy là có lý. Đó phân thân. Đến các cõi Phật để làm gì? Lễ Phật. Chứ gì phải nhớ, Phật là vô thượng phước điền trong thế gian và xuất thế gian. Tu phước thì phải đến lễ Phật, cúng Phật. Đó là tu phước. Cúng Phật chắc chắn Phật sẽ thuyết pháp cho quý vị. Quý vị cúng dường Phật là tài bố thí. Tài bố thí được của cải. Đây là đại đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Phật đáp lễ bằng pháp bố thí. Nên Phật thuyết pháp cho quý vị. Thuyết pháp cho quý vị, quý vị liền khai trí huệ. Do đó, cúng dường Phật là phước huệ song tu. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, phước huệ tăng trưởng mỗi ngày. Chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng mức độ tăng trưởng ấy. Tăng trưởng quá nhanh chóng. Vì sao? Họ có thể sử dụng vô lượng vô biên thân đến cúng vô lượng vô biên Phật. Họ có năng lực ấy. Bọn chúng sanh luân hồi trong lục đạo như chúng ta chẳng thể làm được điều này. Chúng ta biết tam quả, tức tam quả A Na Hàm của Tiểu Thừa. Có thể phân thân, Ngài có thể đồng thời phân thành 500 thân. Từ truyện ký chúng ta thì vào thời đại Tùy Đường, quả thật có những vị xuất gia như vậy. Trong Thần Tăng truyện có chép câu chuyện ấy, chắc chắn chẳng phải là giả. Cao Tăng truyện cũng có, nhưng tôi không nhớ tên vị pháp sư ấy, chỉ nhớ câu chuyện này. Ngài là pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc truyền giáo, ở đó mười mấy năm, quay về nữa. Pháp duyên của pháp sư vô cùng thù thắng. Tín đồ tại Trung Hoa đều rất yêu mến Ngài. Pháp sư phải quay về, mọi người đều muốn thỉnh Ngài dùng cơm để cúng dường. Pháp sư từ bi, đều nhận lời. Người nào mời Ngài cũng đều nhận lời. Đến bữa ăn ngày hôm sau, Ngài đến nhận cúng dường trọn khắp. Ngày thứ ba Ngài ra đi, tiện đến chỗ cái đình 10 dặm. Đại chúng hết sức hoan hỷ khoe: pháp sư rất coi trọng tôi, ngày hôm qua đến ứng cúng tại nhà tôi. Người khác nói sai rồi, ngày hôm qua rõ ràng là thầy ở nhà tôi. Nói một hồi như vậy mới biết là Ngài phân thành 500 thân, cùng một lúc đến dùng cơm với 500 gia đình.
Ngày hôm sau, những người ấy đều tiễn đưa, mới liên kết lại, hiểu rõ ràng chuyện này. Pháp sư có bản lãnh phân thân, phân thành 500 thân. Người trong Tây Phương Cực Lạc thị giới, hạ hạ phẩm giảng sanh, có thể phân vô lượng vô biên thân, có thể cúng 10 phương thế giới hết thảy chư Phật. Chuyện này do chính A-di-đà Phật nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại cho chúng ta. Chúng ta có tin hay không? Nếu tin tưởng, có muốn về nơi ấy hay không? Đi ngay lập tức. Chẳng thể đợi thêm nữa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu là chân thật chẳng giả. Vì thế cúng Phật rất trọng yếu. Cúng Phật là cầu học, cầu phước, cầu huệ. Thành Phật là phước huệ viên mãn. Phước huệ viên mãn thì quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh. Có huệ chẳng có phước, chẳng thể độ chúng sanh. Có phước chẳng có huệ cũng không thể độ chúng sanh. Nhất định phải là phước huệ viên mãn. Chúng ta ở trong thế gian này, hiểu chuyện này rất rõ ràng. Học Phật nhằm thành tựu chính mình, thật sự nắm lấy thời gian, chẳng bỏ uổng ngày nào. 10 năm thành công, đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói, 10 năm quạnh quẻ thi đỗ thành danh. Người đọc sách trong thế gian tốn 10 năm để thành tựu, tu hành trong Phật pháp cũng là 10 năm. 10 năm ấy căn sâu cội chắc, thành tựu giới định huệ của chính mình. Thưa cùng chư vị, giới là đức hạnh. Định là tam muội. Huệ là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh. Dẫu chưa thể đại triệt đại ngộ, 10 năm cũng chắc chắn là đại ngộ. Chẳng triệt ngộ thì cũng là đại ngộ. Vì thế, đối với những thứ chưa từng học nhưng hệ tiếp xúc bèn thông suốt. Thật sự dâng theo phương pháp này để tu hành, 10 năm chẳng thể nào không thành tựu. Nếu chẳng có thành tựu, chính quý vị hãy suy xét kỹ, quý vị đã dùng sai cái tâm. Trong 10 năm tuy là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, nhưng công phu của quý vị nhất định có xen tạp. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, tâm quý vị bất bình đẳng, nên sự thành tựu của quý vị chẳng thù thắng. Nếu tâm địa thật sự giữ được thanh tịnh bình đẳng, thành tựu ấy là chân thật, thành tựu ấy đáng để người khác tán thán. Hy vọng các đồng học thật sự có chí làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Hãy ghi nhớ,
khéo học trong 10 năm sẽ thành công. Hiện thời có đĩa CD giúp đỡ quý vị, có chú giải giúp đỡ quý vị, chứ nên hành quá nhiều, chỉ có thể hành một môn. Phải tin tưởng, một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Nếu muốn thứ gì cũng đều hiểu, hãy bắt đầu từ một môn. Đạt nền tảng vững vàng nơi một môn, chứ nên học quá nhiều. Học quá nhiều sẽ thành học tạp, tư tưởng rối bời. Quý vị chẳng thể đắc tam muội, không thể khai trí huệ. Tuân thủ giáo huấn của cổ nhân, quý vị sẽ thành công. Nếu quý vị cậy mình thông minh, 10 năm sẽ uổng phí. Thứ gì cũng đều chẳng đạt được. Thượng văn dị viết, nghĩa là trong phần trên đã nói, thị chư đại sĩ tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Câu thị chư đại sĩ là nói trong phần trước. Kinh văn đã liệt kê một vạn 2000 người tham gia pháp hội giảng kinh vô lượng của Thích Ca Mâu Ni Phật lần này. Thỉnh chúng đông ngần ấy, những người ấy được gọi là đại sĩ, đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta thường gọi họ là Maha Tát, tức là Đại Bồ Tát. Họ tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Hoa Nghiêm tam muội đã được giới thiệu trong phần trước. Cũng là một ngộ hết thảy đều ngộ. Tiếp theo đó là lời giải thích đơn giản. Thử tam muội cứ quả nhi ngôn, diệt danh hại ấn ta muội. Chúng ta đọc Hoàng Nguyên Quán thì hại ấn là tỷ dụ. Quý vị thấy cụ Hoàng viết: danh di ấn giả, lấy con dấu trong thế gian làm tỷ dụ. Ấn thượng văn tự năng đồng thời đốn hiện, nhi vô tiền hậu chi sai. Trên một quả ấn có khắc rất nhiều văn tự. Trong Phật môn chúng ta thường thấy kinh văn được khắc thành con dấu. Bốn câu kệ rất nổi tiếng trong Kinh Kim Cang: hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Khắc bốn câu kệ gồm 20 chữ này thành con dấu, đóng dấu một cái, 20 chữ ấy đồng thời xuất hiện, chẳng phải là từng chữ một. Đó là ấn. Ấn có nghĩa là đồng thời, tức là cùng hiện một lúc, chẳng có trước sau. Cử thể tề chương, diệt vô hoặc ẩn chi xứ. Chương có nghĩa là phô bày rõ ràng, rành rành, chẳng sót một chữ nào, toàn bộ đều in ra, đồng thời in ra. Phật dùng chữ này nhằm bảo chúng ta
toàn thể vũ trụ xuất hiện cũng giống như vậy. Trong quá khứ, các nhà khoa học đã nói tới thuyết tiến hóa luận trong sự xuất hiện của vũ trụ. Nhưng nói theo Phật giáo thì tiến hóa luận chẳng thông. Phật pháp bảo vũ trụ chẳng phải là tiến hóa mà là xuất hiện cùng một lúc. Thông thường khi nói về chuyện này, chúng tôi dùng phim ảnh làm tỷ dụ. Vì những kiến thức thông thường về phim ảnh chẳng khó hiểu, chỉ là các tấm phim được chiếu lên màn bạc. Chúng ta bỏ phim vào máy chiếu phim, nhấn nút một cái, tấm phim y bèn chiếu ngay lên màn bạc. Các hình ảnh đồng thời xuất hiện, trọn chẳng phải là từng bộ phận một, chẳng có thứ tự trước sau, mà là đồng thời xuất hiện. Điện ảnh sử dụng nguyên tắc chiếu phim. Tức là dùng tốc độ rất nhanh để chụp thành phim. Sau đó dùng cùng một tốc độ để chiếu. Nên chúng ta thấy giống hệt như người thật, động tác giống y hệt. Đạo lý là như vậy đó. Toàn thể vũ trụ xuất hiện cũng giống như thế. Lại còn là y báo và chánh báo đồng thời xuất hiện. Chuyện này rất sâu, đạo lý rất sâu. Quý vị phải tham cứu dần dần mới có thể chứng đắc. Đức Phật đã chứng đắc, nói rõ chân tướng sự thật này với chúng ta. Tuy Ngài đã nói minh bạch, chúng ta cũng hiểu rõ ràng, nhưng chuyện y vẫn là chuyện của Ngài, chẳng phải là chuyện của chúng ta. Đức Phật yêu cầu chúng ta cũng phải chứng đắc, thì cảnh giới y mới là của chúng ta. Vì thế Đức Phật thường nói, chỉ có chứng mới biết. Đó là quý vị đã thực sự biết. Quý vị chưa chứng đắc, do thấy nghe mà biết, do đọc sách hoặc do nghe giảng mà biết. Đó chẳng phải là thật. Vì là sự chứng đắc của người khác, chẳng phải do chính mình chứng đắc. Đức Phật yêu cầu phải do chính mình đích thân chứng đắc. Vì vậy Phật pháp là khoa học, chẳng phải là quyền học, mà là khoa học. Đòi hỏi học trò phải đích thân chứng đắc. Quý vị chưa giảng sanh thế giới cực lạc, làm sao biết thế giới cực lạc? Trong bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu thế giới cực lạc. Đó là Ngài đã đích thân chứng đắc. Chúng ta nghe xong có thể tin, có thể hiểu, thật sự hành sẽ có thể đến đó. Cuối cùng chúng ta cũng chứng đắc. Lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói chẳng giả. Những gì đã nói trong kinh, quý vị đến thế giới cực lạc xem sẽ thấy toàn bộ. Bốn mươi tám nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nào cũng đều được thực hiện, thật sự giá trị, khiến cho quý vị thực sự được thọ dụng. Đây là chỗ khiến cho Phật pháp thù thắng khôn sánh hơn bất cứ học thuật nào trong thế gian này. Tiếp đó Cụ Hoàng giải thích chữ hải. Hải là gì? Biển cả. Do như đại hải,
đồng thời ảnh hiện chủng chủng sai biệt chi tướng. Hình tượng thiên sai thủy thể vô biệt. Dùng biển cả làm tỷ dụ. Dù sao thì tỷ dụ vẫn là tỷ dụ, chẳng có cách nào tỷ dụ khích khao. Chúng ta phải thấu hiểu điều này. Bởi lẽ nước phẳng lặng như gương nên nó mới có thể chiếu thấy. Thông thường chúng ta dùng hồ làm tỷ dụ. Hồ nhỏ chẳng lớn, khi chẳng có gió, hồ chẳng có sóng, không nổi sóng, nước cũng rất sạch, chẳng bị ô nhiễm. Đúng là giống như một tấm gương. Phong cảnh bên bờ đều phản chiếu trong đó. Trong biển có sóng, sóng rất lớn, có thể in bóng rõ ràng như vậy hay không? Cũng có, nhưng chẳng in bóng rõ ràng như vậy. Khi chúng ta sắp đến bờ biển, cũng có thể thấy bóng phản chiếu của núi và các kiến trúc bên bờ. Đó là kinh nghiệm đích thân từng trải của chúng ta. Tuy có, nhưng chẳng rõ ràng như cảnh được hiện trong hồ. Rõ rệt giống như soi vào gương. Phật dùng biển cả làm tỷ dụ. Nếu như biển cả gió êm sóng lặng, chẳng cuộn sóng, khi đó sẽ là ảnh hiện chủng chủng sai biệt chi tướng. Hình tượng thiên sai thủy thể vô biệt. Nước có thể chiếu là một. Dạng tướng phồn hưng, nhi thủy trạm nhiên. Dạng tướng là những hình ảnh thiên sai dạng biệt trong ý. Nhưng nước chẳng động. Giống như chúng ta xem tivi, hình ảnh biểu diễn trong tivi, màn ảnh chẳng động, màn ảnh bình thản tĩnh lặng, lại còn chắc chắn chẳng nhiễm trước. Uyển nhiên dạng tướng, uyển nhiên vô tướng. Dạng tướng hiển hiện nơi màn bạc của rạp chiếu phim. Dạng tướng hiển hiện trên màn hình tivi. Uyển nhiên vô tướng là bản thân màn hình. Màn hình thật sự vô tướng, chẳng có tơ hào nhiễm trước nào. Dạng tướng là những cái được sanh, được hiện, được biến bởi tự tánh của chúng ta. Còn vô tướng là tự tánh có thể hiện, có thể biến. Tự tánh giống như nước, trong ấy chẳng có thứ gì. Dạng tướng là huyện tướng. Vì lẽ đó tướng chẳng thật. Đó mới là chân tướng sự thật. Tướng là giả hữu, tánh là chân không. Chân không và giả hữu là một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Giống như chúng ta xem tivi, màn hình là chân không. Khi hình tướng xuất hiện trên băng tần, đó là giả hữu, huyễn hữu.
huyễn hữu chẳng trở ngại chân không, chân không chẳng trở ngại huyễn hữu. Chúng có thể đồng thời tồn tại. Đó là nói về chân tướng của hoàn cảnh hiện thực. Tuy đồng thời tồn tại, chúng ta phải hiểu thật rõ ràng, thật rành rẽ chân và vọng. Chớ nên chấp trước vọng, chớ nên phân biệt. Nắm vững chân là đúng. Khi hiện tướng dấy lên, tơi bời, tâm vẫn định chẳng động, đó là đúng. Nếu tâm chúng ta động theo cảnh giới bên ngoài, sai mất rồi, sẽ sanh phiền não. Trong tâm quý vị có tham ái, còn có sân khỏe, sai mất rồi. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế, đã vì chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo, trụ thế 80 năm. Chúng ta chẳng thấy. Nhưng người minh tâm kiến tánh trông thấy. Thấy gì vậy? Thấy Đức Phật suốt 80 năm chẳng khởi tâm động niệm, nên gọi là Phật. Chẳng khởi tâm không động niệm, chứ vậy nghĩ xem, Ngài còn có phân biệt chấp trước hay chăng? Phân biệt do khởi tâm động niệm mà có. Chấp trước do phân biệt mà có. Người có chấp trước chắc chắn khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước. Chính là phàm phu, lục đạo phàm phu, mê chứ không giác. A-la-hán giác ngộ, chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Nhưng còn có phân biệt, còn có khởi tâm động niệm. Tuy các ngài chưa phải là rốt ráo, nhưng đã vượt thoát lục đạo. Lục đạo chẳng còn nữa. Do điều này có thể biết, lục đạo do chấp trước biến hiện. Chúng ta ở trong lục đạo là do nghiệp lực biến hiện. Thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong lục đạo, nhưng chẳng do nghiệp lực biến hiện, mà là gì? Do chúng sanh có cảm, Phật bèn ứng hiện. Bởi lẽ Ngài chẳng có khởi tâm đồng niệm. Phật biết chân và vọng chẳng trở ngại. Cảnh giới hư huyễn chẳng trở ngại chân tâm, chân tâm chẳng trở ngại cảnh giới hư huyễn xuất hiện, chẳng chướng ngại, không sao cả. Vì tâm của Phật diễn diễn thanh tịnh. Chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đó là công phu. Tâm chúng ta chuyển theo cảnh rất đáng thương. Vì sao? Cảnh giới là giả, chẳng thật. Quý vị bị ngoại cảnh xoay chuyển, bị hư vọng lay chuyển, rất khổ. Cái bị chuyển là vọng tâm, lại chẳng phải là chân tâm. Quý vị thấy có oan uổng hay không? Chân tâm xác thực là như như bất động.
Phàm phu và Phật sai biệt ở chỗ Phật dùng chân tâm, phàm phu dùng vọng tâm. Sai biệt ở chỗ này, vọng tâm là tâm sanh diệt, còn chân tâm thì bất sanh bất diệt. Vọng tâm là ý niệm. Quý vị thấy ý niệm của chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau liền sanh, từng niệm nối tiếp nhau. Chân tâm chẳng có hiện tượng này, chân tâm chẳng có sanh diệt. Huệ Năng đại sư kiến tánh là thấy chân tâm. Ngài bảo chúng ta chân tâm là thanh tịnh, chân tâm bất sanh bất diệt, chẳng có hiện tượng sanh diệt. Cũng là trong khoảng một niệm chẳng có hiện tượng sanh diệt. Trong khoảng một niệm động tâm, tức là khởi tâm động niệm, tuy không có hiện tượng trong khoảng một niệm, nhưng chẳng trở ngại, chẳng liên can gì đến khoảnh khắc một niệm ấy. Giống như nước, nước thanh tịnh, chẳng bị ô nhiễm, nhưng có thể do gió mà dậy sóng. Gió nhỏ, sóng nhỏ, gió lớn, sóng to. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Thời vô tiên hậu, cố duyên xúc đồng thời. Chẳng có thời gian, mà cũng chẳng có không gian. Vì thế quý vị nói thời gian rất dài hay thời gian rất ngắn, đối với Ngài là như nhau, bình đẳng. Do đó trong Kinh Phật, đối với thời gian chỉ nói hai chữ nhất thời. Nhất thời có ý nghĩa là thời gian chẳng có trước hay sau. Chứ vị phải hiểu, thời gian không có trước hay sau đã cho chúng ta biết chuyện gì? Cho chúng ta biết con người chẳng có sanh tử. Sanh tử chẳng phải là trước hay sau ư? Có trước sau bèn có sanh tử, không có trước sau lấy đâu ra sanh tử? Chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc. Đó là cảnh giới gì? Đó là vô lượng thọ trong thế giới cực lạc. Vô lượng thọ là chẳng có sanh tử. Do kéo dài và rút ngắn đồng thời, quý vị có thể trở lại quá khứ, mà cũng có thể tiến nhập vị lai. Thì 1000 năm sau thế giới có tình trạng như thế nào, quý vị đều trông thấy. 2000 năm sau tình hình thế giới sẽ như thế nào? 1000 năm, 2000 năm trong quá khứ, quý vị thấy toàn bộ. Người và sự vật vẫn còn tồn tại, siêu diệt thời gian. Không gian cũng chẳng tồn tại. Thời gian và không gian đều chẳng có. Nên Kinh Phật thường nói tức tại đương hạ. Nói lời thật với quý vị, chúng ta chẳng hiểu đương hạ, dường như hiểu nhưng trên thực tế chẳng hiểu. Đương hạ là gì? Ở đây đương hạ là nói tới nhất niệm khoảnh.
tức là một phần của 1.600 triệu phần trong một giây, bèn gọi là đương hạ. Tam thế cổ kim bất ly ư đương niệm. Câu này chỉ ra đương niệm tức là đương hạ nhất niệm. Tam thế là nói đến thời gian, cổ kim là nói đến không gian. Tề hiện thủy trung, cố quả hiệp tự tại. Đây là tỷ dụ hại ấn. Thập phương thế giới bất ly ư đương xứ. Ba đời xưa nay, mười phương thế giới ở ngay tại nơi đây, ở ngay trong một niệm này. Đó là chân tướng sự thật. Các vị Bồ Tát dự hội chứng đắc chuyện này, mà cũng có nghĩa là những người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tâm, cũng đã chứng đắc chuyện này, đạt được công phu như vậy. Xác thực là chẳng dễ dàng. Trong quá khứ, Pháp Sư Đàm Hư đã ở Hương Cảng rất nhiều năm. Tuổi già, Ngài giảng sanh tại Hương Cảng. Tôi chưa từng gặp lão nhân già. Năm 1977, tôi đến Hương Cảng lần đầu tiên. Lúc ấy, Ngài đã giảng sanh mấy năm rồi. Tôi nghe Ngài giảng kinh, thuở ấy là nghe qua băng thu âm. Nghe băng thu âm, lời Ngài khai thị, lão nhân gia đã nói: trong thời y đã chẳng có người tham thiền, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài chưa từng thấy qua, mà cũng chưa hề nghe qua. Ngài đã thấy người đắc định. Tuy đắc định, chẳng khai ngộ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh bảo tôi, trong thời đại hiện tiền, ngay cả tham thiền đắc định cũng chưa nghe nói tới. Do đó bản thân cụ giảng sanh, niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Cụ Quang đã từng học thiền, học mật. Vào lúc trọng yếu nhất, cụ đổi lại, đổi thành niệm Phật. Cụ bảo tôi, mỗi ngày cụ niệm 14 vạn câu Phật hiệu. Trong giai đoạn ngã bệnh, mỗi ngày là 14 vạn câu Phật hiệu. Cụ niệm Phật giảng sanh. Khi viết bộ chú giải này, cụ đã bị bệnh, thân thể đã chẳng khỏe lắm. Sau khi cụ viết xong bản chú giải này, tôi mới quen biết cụ. Khi đó đã viết xong, còn chưa lưu thông. Cụ tặng tôi một quyển in bằng Roneo. Trước kia in Roneo bằng stencil. Chúng tôi biết, trước kia chúng tôi đã dùng stencil. In bằng stencil,
Đại khai in được hơn 100 bản, từ 120 cho đến 130 bản. Sau khi in tới bản 150 sẽ chẳng thấy rõ ràng lắm, chữ in bị mờ nhòe. Có thể thấy rõ là khoảng chừng 120-130 bản. Vì thế số lượng bản in bằng Romeo không nhiều lắm. Cố tặng cho tôi một quyển. Khi ấy tôi trông thấy rất hoan hỷ. Thỉnh giáo lão nhân gia, cụ có giữ bản quyền hay không? Cụ bảo không có. Tốt quá, không có bản quyền thì tôi in lại, lưu thông bản ấy. Cụ hết sức hoan hỷ. Tôi nói, nếu có bản quyền tôi chẳng dám động đến tác phẩm của cụ. Do cụ nói không giữ bản quyền, tôi liền đem bản chú giải của cụ, khi ấy tôi đang ở Mỹ, giao cho các đồng học tại Đài Loan in thành một dạng cuốn, tức là một dạng cuốn đóng bìa cứng. Cụ thấy vậy rất hoan hỷ. Thân thể cụ đã chẳng khỏe lắm, do đó trong thời gian ấy hàng năm tôi tới Bắc Kinh tối thiểu 2 lần, có lúc sang đó đôi 3 lượt. Đến làm gì? Đến gặp lão nhân gia. Cụ ra ngoại quốc chẳng dễ dàng, còn tôi đến thăm cụ dễ dàng. Thật sự là chí đồng đạo hợp. Tại hải ngoại chỉ có một mình tôi học và giảng bộ kinh này, trong nước cũng chỉ có mình cụ Hoàng, chẳng có ai khác. Bộ kinh này do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu cho tôi. Chính cụ đã từng giảng một lần, có viết lời mi chú, tức là viết chú giải ngay trên bản kinh, viết bằng bút lông. Hình như lúc đó lão cư sĩ 67-68 tuổi. Cụ đã giảng một lần. Hết sức khó có. Tôi đã giảng bộ kinh này, thuở còn chưa gặp bạn chú giải này của cụ Hoàng. Tôi hoàn toàn dùng chú giải của thầy Lý, dựa theo lời mi chú. Trông thấy bản chú giải này, tôi hết sức hoan hỷ. Cụ thật sự dụng tâm, không cô phụ lời thầy giáo huấn. Thầy của cụ là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cụ Hạ hội tập Đại Kinh, tự mình đã giảng bộ kinh này. Cụ Hoàng Niệm Tổ luôn hết sức dụng tâm nghe giảng. Vì vậy bộ chú giải này là một sự thành tựu hết sức gian nan, vất vả. Lần này chúng tôi đặc biệt chọn giảng nhằm học tập những điều tâm đắc được chia sẻ trong bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ. Mà cũng nhằm kỷ niệm một phen quen biết giữa lão cư sĩ và chúng tôi lúc tuổi già. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết tự tại nan tư nghị, Hoa Nghiêm tam muội thế lực cố. Điều quan trọng ở đây là hết thảy tự tại. Tự tại là không có chướng ngại. Nan tư nghị là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng có cách nào tưởng tượng. Quý vị thấy trong phần trước đã nói, một thân có thể phân thành vô lượng thân,
mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật. Ở trước mặt mỗi vị Phật đều có thân của chính mình tham gia pháp hội. Đó là đắc đại tự tại. Nếu quý vị hỏi, nói theo lý thì chuyện này có thể nói xuôi rót hay không? Nói xuôi rót. Đạo lý gì vậy? Đạo lý ấy đã có trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quá to, Thiên Luận Văn Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hòa Nguyên Quán của Hiền Thụ Quốc Sư không dài, nhưng đã giảng đạo lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chẳng phải là giả, mà là có căn cứ lý luận. Lý là tự tánh, chẳng thể nghĩ bàn. Khoa học hiện thời cũng đề xướng năng lực của ý niệm cũng to lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Tức là nói ý niệm của chúng ta to đến mức độ nào? Kinh Phật thường nói, như chúng ta xem, đọc đều là sơ ý, vô tâm, chẳng nghiêm túc. Xem lướt qua, thuở Đức Phật tại thị giảng kinh thuyết pháp cũng thường nói Bồ Tát có năng lực như thế này, cầm quả cầu lửa mặt trời trên tay, có thể ném nó tới một gốc trời rất xa rồi lại nhặt về. Đó là gì? Niệm lực. Các tinh hệ vận hành trong vũ trụ, ta khiến chúng thay đổi quỹ đạo, chúng nó rất nghe lời. Kinh Phật thường nói chuyện này. Bồ Tát thần thông du hỷ, oai đức, chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật nói lời thật chẳng giả. Chúng ta có lý do để tin tưởng. Vì sao? Khắp pháp giới hư không giới do đâu mà có? Do niệm lực biến hiện. Nếu niệm lực đã có thể biến hiện, vì sao nó chẳng thể thay đổi niệm lực? Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, thông hiểu đạo lý này, trên địa cầu hiện thời có lắm tai nạn dừng ấy, có thể hóa giải hay không? Hóa giải dễ dàng. Hễ ý niệm chánh đáng, tai nạn chẳng còn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy, vì sao có thủy tai? Tham lam. Chúng ta sống ở nơi đây, dứt trừ tâm tham, sẽ chẳng còn thủy tai nữa. Quả tai do đâu mà có? Vì sao nhiệt độ địa cầu tăng cao? Sân hận. Nếu cư dân trên địa cầu buông sân hận xuống, nhiệt độ địa cầu sẽ khôi phục bình thường. Cảnh chuyển theo tâm mà. Ngu si cảm ứng phong tai, ngạo mạn cảm ứng động đất. Trong kinh Đức Phật đã nói trọn hết. Cái gọi là thiên tai chẳng phải là tự nhiên, mà là phản ứng của thiên nhiên đối với tâm tình và ý niệm của con người chúng ta. Đạo lý là như thế đó. Xã hội hỗn loạn, nhưng lòng người chánh đáng thì toàn bộ đều chánh đáng.
vạn vật đều chánh đáng. Do vậy, khi học tập kinh giáo trong những năm qua, tôi cũng thường nói, địa cầu này và Tây Phương Cực Lạc thế giới có khác biệt hay không? Chẳng hề khác biệt mảy may, hoàn toàn bình đẳng. Vì sao thế giới của người ta tốt đẹp như vậy? Cư dân của người ta tâm tánh thiện lương, đều là thượng thiện, nên hoàn cảnh cư trụ chẳng phát sanh khuyết điểm. Hiện thời cư dân trong thế giới chúng ta hoàn toàn điên đảo. Chúng ta là thượng ác, tức là ác đến tột bậc. Nên hoàn cảnh trên địa cầu này cũng băng hoại. Ý niệm trọng yếu lắm. Trong kinh Đức Phật đã nói điều này quá nhiều, vô cùng khó có. Là hiện thời Lượng Tử Lực Học cũng nói như thế, nói giống như Đức Phật, cũng có nghĩa là những đạo lý và chân tướng sự thật đã giảng trong kinh Phật có thể dùng khoa học hiện thời để chứng minh. Xã hội thời cổ tốt đẹp hơn hiện thời, lòng người thuần hậu, đạo lý ở chỗ này, tư tưởng, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác của con người đều tuân theo khuôn mẫu luân lý và đạo đức. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, thật sự làm được bốn điều một ý, sẽ là thời thịnh trị thế giới đại đồng. Thế giới này sẽ là thế giới cực lạc. Hiện thời đã hoàn toàn vi phạm, chẳng có ngũ luân, ngũ thường cũng không có, tứ duy và bát đức hoàn toàn không có, nên xuất hiện vấn đề. Xã hội là một khối động loạn, khắp nơi trên địa cầu đều gặp tai nạn là do nguyên nhân này. Trong Phật Pháp có nói biệt nghiệp và cộng nghiệp. Tuy chúng ta sống trên địa cầu này là cộng nghiệp, nhưng trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp. Chúng ta có thể tuân thủ luân lý đạo đức, tử duy và bát đức. Tuy có tai nạn, chúng ta vẫn có thể tránh khỏi. Khi tai nạn xảy đến, thí dụ như đại địa chìm xuống, chúng ta có thể chẳng chết hay không? Chúng ta cũng chết. Vậy thì có khác gì đâu? Khác chứ. Sau khi chết chúng ta về thế giới cực lạc, làm sao có thể giống nhau cho được? Sẽ đến chỗ khác nhau. Khi tai nạn xảy đến, chúng ta chẳng kinh hoảng chút nào, tâm định. Vì sao? Liễu giải chân tướng sự thật. Chúng ta ra đi tự tại, ra đi an tường, chẳng có một tí kinh hoảng nào. Những kẻ bình phàm do bị kinh hãi, đã bị kinh hãi nên chết trong kinh hoảng, sẽ đến chỗ chẳng tốt đẹp, chẳng tốt lành, chẳng thoát khỏi lục đạo, vẫn tiếp tục tạo quả báo trong tam đồ. Vì thế làm sao mà có thể giống nhau cho được? Tiếp theo đó, hữu chân giải viết, nhất niệm chi khoảnh châu biến vô lượng Phật độ giả, sở đáo nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới cố, kết quy niệm Phật tam muội giả. Câu này nói rất hay. Sau đó cụ Hoàng cũng có giải thích, thử thuyết thậm diệu.
dĩ niệm Phật cố, đắc sanh Cực Lạc, tức khả thừa A-di-đà Như Lai nhất thừa nguyện hải trung đệ thập nhất nguyện. Nguyện thứ 11 là nguyện cúng khắp chư Phật. Do được nguyện lực ấy gia trì nên xuất hiện thân thông diệu dụng, chẳng thể nghĩ bàn như thế. Ư nhất niệm khoảnh biến du Phật độ, phi nhĩ thừa sở năng trắc. Chúng ta phải cùng nhau khéo học tập điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, ngày mai chúng ta lại học tiếp đoạn ngắn này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật.